xin chào quý vị và các bạn. À đây hôm nay video này tôi sẽ không review cho mọi người nữa, à, cho các bạn nữa mà đây chính là những cái đơn hàng vừa rồi mà tôi có cấp cho đại lý và khách hàng đại lý của chúng tôi thì do ảnh hưởng covid 19 họ không có khả năng chi trả. Thế do vậy là họ chấp nhận là sẽ lỗ và sẽ nhận với cái giá trị là nhờ chúng tôi bán hộ. Thì đây là những cái sản phẩm mà gần như là chưa dùng, thế nhưng mà có một cái điều đặc biệt mà mà họ đã đánh dấu ở trên đấy rồi thì do vậy là sau khi tôi đã trao đổi thì, thì sẽ hỗ trợ cho cái giá mà tôi sẽ cấp cho mọi người là bán hộ mọi người với giá bằng một, một phần ba Đó, thì chiều hôm qua hàng đã đến đây rồi và tôi sẽ review cho mọi người từng cái một để anh em trong cộng đồng công cụ tv có thể hỗ trợ đơn vị này vì đây là những cái sản phẩm mà tôi đã cấp cho họ Đó, nhưng mà nhà máy họ thì lại không trả tiền do vậy sẽ lấy lại về rồi nhưng mà vì sao mà tôi lại không bán được mới được nữa vì là họ đã đánh dấu rồi thì đây mọi người sẽ nhìn thấy đây trước mắt là tôi gửi cái đơn hàng này, tôi xin lỗi là được đánh dấu đây là gửi cho em Tuyết vì tôi đã làm việc với em Tuyết thôi công ty cổ phần đấy công ty điện tử thì nó gồm có 5 mã nó gồm có 5 mã ví dụ như là cái T0.5 này ví dụ cái T cỡ 5 này thì hiện tại là giá là 460.000 và tổng cái đơn hàng này là 9 triệu 673 ngàn đồng và Tôi đầu tiên là tôi cái việc tôi đã hỗ trợ VAT rồi Thế còn sau này thì hôm qua tôi đã trao đổi với khách hàng ấy cái Là là nếu mà bán cái này là chỉ có bậc giá 1 phần 3 thôi Và tôi muốn đẩy nó đi Và khách hàng cũng muốn đẩy nó đi luôn Để cho nó khỏi công nợ những cái đơn hàng như thế này Chấp nhận lỗ bao nhiêu thì lỗ Đấy là tùy Và tôi cũng đã thống nhất là cái việc này là giảm đi một phần 3 cái giá trị đã mua này và họ cũng đã đồng ý thì anh em nào lấy được thì anh em sẽ hỗ trợ đại lý của tôi nhé vì cái này ấy, bản thân ý là nó có một cái điều rất là đặc biệt đó chính là mà không bán được mới đó chính là họ đã khắc nhà máy họ khôn lắm mọi người ạ họ họ đã đã khắc lên đấy rồi đây ví dụ như cái cỡ tôi sẽ review ba cái cỡ năm này cho mọi người nhìn thấy này ví dụ như là ba cỡ năm này tôi sẽ review từng cỡ một mà để quý vị có thể nhận được cái nào thì quý vị nhận nhá đây ví dụ như này do là họ đã cũng rất là khôn có nghĩa là họ đã 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 khắc cái chữ lên đây có nghĩa là bản thân là khi nhận đưa cho kỹ thuật ấy họ đã dập cái chữ lên đây rồi do vậy là tôi không bán được mới là như vậy đây ví dụ cỡ to này tôi sẽ review đây ví dụ như đây là cỡ tên là gì đây lực nào này đấy họ muốn giấu đi họ đã sơn sơn lại một chút nhưng bản thân họ khắc lên đây còn gần như là chưa sử dụng cái gì luôn đây tôi sẽ review có ba cái cỡ năm đây mọi người đây là sau một tháng đấy một tháng công nợ mà khách hàng không nhận được không thanh toán được trả do vậy là 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 lấy được lại hàng về mã của nó là tvk 5 năm cái này thì của japan luôn đấy một phần trăm của made in japan ấy, mọi người đây japan này này của toàn đây của tonne này đó và cái đầu này Ví dụ như cái này thì là chưa dùng à, có hơi xước một xíu gọi là xước cái sơn đấy mọi người hơi xước một xíu cái sơn này có nghĩa rằng cũng đã dùng một ít rồi đấy đây hình như là họ đã đưa vào cái họ đã đưa vào vào cái con ốc rồi do vậy đây tôi sẽ để sáng nhất có thể mọi người nhìn thấy nó hơi xước một tí sơn có nghĩa là hơi bong một chút sơn đi đấy. Thế do vậy là là cái con này cũng có đã dùng rồi. Đấy, cái con năm này, một con này, con thứ hai này. Con thứ hai này cũng ghi tên luôn đây ông nào đây? có ông lực đây. Đấy. Họ xong rồi họ sơn trắng lên nhưng mà tôi đã phát hiện ra tôi khi mà đây như thế này làm sao bán được mới được nữa thì bắt buộc là à do không bán hàng mới và có tên như thế này rồi có nghĩa là hàng dùng rồi do vậy là phải bán một cái giá để cho mọi người lấy luôn đi thôi cái này thì chưa dùng mọi người nhé chưa dùng một cái chưa dùng nói chung là nó có dùng thì họ vẫn chưa họ mới phân cho kỹ thuật thôi chứ họ bảo họ chưa dùng mà đấy cái thứ ba ô cái thứ ba này ngon này cái thứ ba này, nếu mà anh em nào không lấy thì tôi tôi sẽ bán được mới cho họ cho 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 tuyết này tuyết này cái này là chưa có chưa chưa có khắc cái gì chữ lên đâu mới nguyên đấy đây cái này thì chưa khác luôn này và chưa khác thì tất nhiên là chưa dùng rồi đấy. nếu mà anh em nào mà mà khách hàng nào mà cần thì tôi cũng sẽ 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 gửi cho mọi người luôn được cái này được để cái này chưa dùng thực ra bản thân là ba cái này đều đều giống nhau người ta chưa dùng cái gì đâu nhưng chẳng qua là khi mà phân phát cho 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 cái tổ rồi ấy, thì, thì, họ có ghi tên vào đây rồi họ, họ, họ lấy cái đột họ dập cái tên lên thép này chứ không thì tôi cũng đã sẽ bán được mới và tôi sẽ hỗ trợ cho khách này vì khách này là khách đại lý của tôi và con này chỉ có giá đây con này đây 460 000 nghìn thì tính 155 000 nghìn đây nhá tuyết nha anh sẽ gửi cho cả tuyết cái này nhá Video này anh sẽ gửi cho Tuyết và anh sẽ chỉ hỗ trợ như này cho khách hàng để khách hàng lấy được luôn thôi. Đây 155 000 mọi người nhé Một cái con cỡ 5 này. 460 000 thì chia 3 ra. Con thứ hai là ba con cỡ 6. Ba con cỡ 6 đây. Một con, hai con, ba con cỡ 6 đây mọi người. Hàng hàng chất lượng. Đây ví dụ như con này. Nó vẫn cùng một mã mọi người nha vẫn cùng một mã và 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 cùng một hãng thôi, không có cái gì cả, cả như khác cỡ thôi. Ví dụ như con này mọi người này. Nó hơi b... à, nó nó có tí bạc một vết đầu mọi người nhìn thấy không? Đấy. Thì cũng có hiện tượng là đã dùng rồi. Cũng đã vặn rồi đấy, do vậy nó hơi hơi nó sâu đến đây. Đấy, dùng rồi thì bảo anh em là nó đã dùng rồi. Một con đã Cảm giác đã dùng rồi và có khắc tên trên đấy Con thứ hai Không chưa, chưa sử dụng Con thứ hai thì chưa sử dụng Đây mọi người Họ cũng đã Thằng Lực thì sao lắm thế À Lực là, là kiểu như mỗi đứa một cái một lực để mỗi đứa một size à, Một thằng Lực này được một size mỗi loại Kiểu như vậy đấy. Đấy. Dám sơn vào bảo chưa dùng mà làm sao nói dối khách hàng được đúng không mọi người đây họ đã dập lên đấy rồi Đây con này thì chưa sử dụng mọi người nhé Chưa có một hiện tượng gì sử dụng cả Cái đầu này tôi đưa ra là chưa có một hiện tượng gì sử dụng cả Chưa sử dụng luôn Ok Đấy. Và con này thì À xin lỗi Hay Con này còn chưa khắc tên gì cơ mọi người ơi Đây con này cũng mới luôn À thấy có một con là chưa khắc cái gì luôn Cỡ 6 này cũng có một con chưa khắc cái gì luôn Đây cũng nghĩa là mới Đó tuyết nhá hai cái nhá nhưng mà nếu mà mọi người lấy khách hàng mà lấy lấy luôn ý, thì thì tôi cũng sẽ sẽ bán luôn và tuyết cũng sẽ nhìn thấy nhá cái này nhá nếu mà nếu khách hàng mà chưa lấy tôi sẽ ưu tiên vì anh em thực ra anh em nếu mà đã dùng rồi ý, thì thì thì, thì, thì à, đã mua để dùng ấy thì không quan trọng cái khác đấy thế còn nếu mà đã mua một cái bộ mà nó đây có một cái bộ này thì mọi người sẽ trả cao hơn một chút cho nó nhá để cho nó có cái giá để cho nó đỡ lỗ nhiều hơn đấy hai cái này là chưa có 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 khắc này. Và cái cỡ 6 này là 170.000. Nghìn. 502.000 nghìn thì còn 170.000. Đấy là những cái mà khắc rồi, khắc chữ lên chứ còn đâu nếu mà mã chưa khắc thì mọi người có thể 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 trả thêm cho bạn cho em Tuyết này một ít vì là nó cũng lỗ quá. Đây cỡ 6 này thì khắc, đây khác đây tôi nhìn thấy sờ này khắc này mọi người. Và cũng chưa có hiện tượng sử dụng gì nha mọi người nhá. Con này cũng chưa sử dụng luôn có lẽ là nó mới phân về 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 ấy thôi chứ nó chưa sử dụng gì cả còn lại chỉ khác mỗi cái tên này thôi còn đâu ngoài ra là không có một cái gì khác mọi người có thể nhìn thấy được là không có gì khác luôn và tội nhìn thấy đấy đấy cỡ 6 và cỡ 5 thì có một cái là không khác tên giá là 170.000 cỡ 8 cỡ 8 đây có một cái 8 này 10 12 có hai cái 8 đây hai cái 8 đây mọi người hai cái 8 cái này khác luôn khác luôn mọi người ạ và đây cái này một cái này thì cũng có một chút hiện tượng là đã đã dùng rồi đã dùng rồi mọi người. cái này nó đúc liền luôn hàng tăm nó đúc liền luôn cái đầu này vào nó cứ cỡ lớn này thì nó đúc liền luôn ấy nó khi nó to thì nó đúc liền luôn và nó tôi cái đầu này cho nó cứng thôi con nè làm xịn thật tay của nó rất trứng cứng vững luôn đấy đây mọi người có thể lên mạng search cái mã THVK08 này thì cái này là một cái đã có hiện tượng dùng rồi này giá của con cỡ 8 này là 200 210 ngàn 628 thì 210 ngàn đấy cứ chia ba là mà chơi con này chưa dùng mọi người nhé Chưa dùng luôn Ơ con này cũng chưa khắc này Hay quá Con này cũng chưa khắc mọi người ạ Do vậy là nếu mà anh em nào mà dùng mà Lấy con này thì à, hy vọng là sẽ có một cái à, Lòng tốt gì đó trả hơn cho bạn ấy thêm nhé Không thì tôi sẽ để riêng ra Để để tôi nếu mà tôi có khách hàng nào lấy Thì tôi sẽ đẩy lên cho em ấy Vì em ấy nó mất hơi nhiều Thế còn anh em nào mà muốn Muốn lấy con đấy thì trả thêm một chút Cho em ấy nhé Đấy, trả thêm 50.000 chẳng hạn vì anh em nào có thể dùng rồi mà con này thế ô đúng con này con cỡ 10 đấy mọi người ơi con cỡ 10 này cũng chưa dùng luôn và và cũng cũng chưa khắc luôn đấy, được một bộ đấy, đấy anh em nào siêu tầm thì ngon quá rồi trả thêm cho anh em ấy mấy trăm nghìn nhá đấy thì liên hệ với với, với, với chỗ uh, lụa với mai hoặc là tôi ở góc phải đấy để hỗ trợ đây cái bộ này cái con 10 này là giá là 230.000 đây mọi người 712 ngàn thì còn 230 ngàn Ngon quá Con này chưa dùng cái gì luôn Mà tăng thì mọi người biết rồi Dùng thì khỏi nghĩ luôn rồi mọi người Con này thế Bộ này là chưa dùng này Đấy Con 10 nữa Con này thì cũng đã khác rồi Khác rồi Con này thì Khác rồi nhưng mà Chưa dùng mọi người nhé Chưa có hiện tượng dùng nào Chưa chưa có dấu vết đã dùng Do vậy là vẫn vẫn như mới Chỉ có khác này thôi 210 ngàn và bốn con 12 Khủng quá nhỉ Con 12 thì 807 là còn 269 Đấy cả tổng đơn của nó đây Khác rồi mọi người ạ Con này khác rồi này Đấy 12 này Nhưng mà chưa có dấu hiệu dùng Đây cỡ to mọi người có thể nhìn thấy luôn này. Chưa có dấu hiệu dùng 12 nhá 269.000 Quá rẻ mạc đây cũng khác rồi Thằng nào đây biết Cũng chưa có dấu hiệu dùng mọi người ạ Chưa dùng luôn Đấy. Nếu mà dùng ấy thì nó bạc sơn đi hoặc nó, hoặc nó có một cái vết Thế nhưng mà cái này chưa dùng luôn Con này cũng khác rồi Đây mọi người Lực này chiến Chi gì đây Loạn hết lên Con này chưa có dấu hiệu dùng mọi người nha Đây vẫn mới nguyên Đó mới nguyên mà vì vừa về được tháng còn con này wow con này cũng chưa khác cái gì luôn mọi người nhá đấy chưa khác cái gì luôn có nghĩa là chưa dùng luôn này mới toanh anh em nào dùng con này bộ này thì trả thêm tiền cho người ta nhá trả thêm tiền cho mọi người khẳng định mọi người đây thế là được một bộ này là năm sáu năm sáu tám mười mười hai là một bộ này luôn này một bộ này là bình thường anh em mình sẽ anh em sẽ mua một bộ với giá là bao nhiêu à, xem nào 3 triệu mọi người ạ phải không nhỉ à xin lỗi có một triệu thôi <laughs> 155 cái tổng là 3 triệu là, là, là một bộ nào khi nó mua mình nó nó mua bên tôi năm 170 là 200 325 325 là 535 765 900 965 là 1 triệu 129 nghìn Tổng là 1 triệu 130 nghìn Nếu mọi người à, khách hàng lấy à, anh em ấy là lấy hỗ trợ cho em nó là từ cơ 6 đến cơ 12 Thế còn riêng một cái bộ này ấy là một bộ mới luôn Nên em có thể dùng là là sẽ trả thêm cho cho anh em nó nhá họ trả thêm cho anh em em nó khoảng 200 nghìn Thực ra thì đối với anh em mình nó không phải là nhiều Nhưng mà nếu anh em nào muốn lấy một cái bộ này thì trả thêm cho em nó mấy trăm nghìn để để em nó đỡ lỗ hơn vì bản thân là nó chưa có khác cái gì cả và đây cũng nói luôn là tuyết nhá cái này nếu mà khách hàng mà chưa không trả thêm thì, thì thì, hoặc là như thế nào thì vẫn trao đổi lại với anh nhá vì cái này có thể là sau này mình sẽ cấp cho khách hàng mới được thế còn cái dưới thì chịu vì có cái này cái bộ này này là 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 cấp mới được này đó bộ đấy cấp mới được là ok mới toanh luôn mọi người ạ bộ này mua cả 3 triệu một bộ đấy chứ đâu có đơn giản này đó thì anh em nào nếu mà đã dùng rồi à là đã thiện chí thì mua hộ em nó thì trả cho em nó 2 300.000đ thêm. Đấy, còn đâu mấy cái này đây. Mọi người nhìn xem đã chưa dùng nhá, thực ra là chưa dùng đấy. Là cỡ cỡ 5 là 155 000 cỡ 6 là 170.000đ, cỡ 10 là à cỡ 8 là 210.000đ, cỡ 10 là 230 000 và cỡ 12 là 269 000 chưa bao gồm phí ship hỗ trợ cho em nó thì em nào nó lỗ ba phần rồi tôi cũng sẽ hỗ trợ một phần thôi và đâu bán được thì, thì anh em nào trong cộng đồng mà hỗ trợ được mà dùng thì đang dùng kỹ thuật và dùng cái này thì ok toàn nghe thì không thể không phải nói về chất lượng của nó rồi mọi người ạ đấy cứng điêng toàn thép còn thép cả đơn hàng chục triệu có ngàn này thôi Ơ, cảm ơn mọi người hy vọng rằng là mọi người sẽ hỗ trợ đối tác của tôi một cách tốt nhất Đấy, còn bộ kia thì anh em nào anh em nào lấy mà siêu tầm hoặc là để dùng nhưng mà chưa có một cái khắc nào lên thì thì anh em có lòng thì sẽ trả thêm phí giúp tôi nhá trả thêm cho em nó hai ba trăm ngàn gì đó cho một cái bộ này Đấy, vì có mỗi khắc lên thôi thế nhưng mà không làm gì được cả vì đây là không phải là sản phẩm mới rồi rất cảm ơn mọi người